luôn kìa. Meo vô luôn. Meo với lại. Ta meo vô luôn. Đây mình đã vào phía bên trong tàu. À, phòng của mình là phòng 210. À, mình đang ở tầng 5. Ở trong phòng đây cho mọi người xem. Ở đây mình sẽ có một cái giường. Có thể ngủ đủ cho hai người lớn. Đây là bàn trang điểm, tủ quần áo. Trên đây có phao sẵn đây. Có phao sẵn. Có thang. Hôm nay cũng là tủ quần áo luôn. Ở đây có cái gì vậy ta? Như là khăn tắm. Trong đây là toilet. Rất là sạch sẽ ha. Mình sẽ ra xem phòng của Hà thì đây mình có thể nhìn ra ngoài biển. Ở xa thì đang có thuyền buồm và các tàu chở hàng ở xa xa.